Rồi, xin chào uh, quý anh chị và các bạn trở lại với trên uh, nào của em uh, Trên màn hình của anh chị các bạn là phiên bản Huynha Túc Sơn 1.6 Turbo Bằng các cấp nhất màu đen và chủ sở hữu là anh Thành Và anh khách hàng uh, cũng rất quyết đoán khi là mua sớm trong cái thời điểm mà cuối tháng 10 vừa rồi uh, Hiện nay thì trong tháng 12 này thì Huynha uh, Túc Sơn chúng ta vẫn được hỗ trợ giảm giá. Tuy nhiên thì giá sẽ co lại so với tháng 11 đâu đó vào khoảng từ 5 đến 10 triệu tùy từng phiên bản nhé Hiện nay thì có 4 phiên bản chính được bày bán. Ví dụ như là Hyundai Tucson tiêu chuẩn thì mức giá niêm yết là ba triệu đồng thì hiện nay giá tháng 12 đang dao động vào khoảng tầm 755 triệu đồng. Anh chị lăn bánh tại Bắc Ninh, Bắc Giang hay các tỉnh địa phương thuế 10%. Với mức giảm thuế 5% cho phí trước bạ thì à, mức lăn bánh tại tỉnh đâu đó thì khoảng suy soát 800 triệu đồng và trả góp tối thiểu từ 195 triệu đồng ở à, huyện Nai Túc Sơn bản đặc biệt hiện nay thì giá chào bán đang là 825 triệu đồng à, trả góp dự kiến thì sẽ là 873 triệu đồng trả góp thì à, chúng ta sẽ dao động vào từ là 123 triệu 213 triệu đồng nhé em xin lỗi à, phiên bản 1.6 turbo Hiện nay thì đang được chào bán là 868 triệu đồng. Mức giá lăn bánh dự kiến thì sẽ là 920 triệu đồng. À, cuối cùng là Túc Sơn máy dầu thì hiện nay bọn em đang chào bán là 885 triệu đồng và lăn bánh dự kiến thì sẽ suy soát vào 935 triệu đồng. Hiện nay thì với việc giảm giá, giảm thuế trước bạn 50% thì cái chi phí chúng ta trả góp tối thiểu cũng giảm rất là nhiều. Thường nếu như các anh chị vay tối đa khoảng 80% giá trị xe Thì số tiền tối thiểu mà mình cần chuẩn bị chỉ cần chưa đến là 250 triệu đồng Chúng ta đã có đầy đủ thủ tục lăn bánh xe à, Hiện nay thì uh, Túc Sơn phiên bản này vẫn đang được hỗ trợ Tuy nhiên thì uh, lượng xe thật sự là không còn quá nhiều Và đặc biệt là trong cái tình trạng như là tháng 12 cuối năm Thì cái đết mới đất cũ thì cũng rất là sát nhau Nên là lượng xe thật sự là không nhiều đâu à, Mình đang có nhu cầu tìm mua thì... Uh, có thể liên hệ trước với bên em để chúng ta xem xe, tư vấn lái thử cũng như là được đặt xe với cái mức giá ưu đãi và tốt nhất nhé. À, hiện nay thì anh chị đã thấy trên màn hình phiên bản Tucson 1.6 Turbo này thì đã được trang bị khá là nhiều phụ kiện đi kèm theo xe, đâu đó vào khoảng truy xuất 30 triệu đồng, à, bao gồm mà K360 à, bậc nẹp à, lên xuống nẹp trước sau và thảm trải sàn 6D Thật sự thì uh, khá là nhiều option Và anh khách hàng này thì cũng rất là nhiệt tình uh, Nên là mình đang có nhu cầu mà tìm hiểu xe, thúc sơn, giá xe Thì có thể liên hệ trực tiếp Và uh, với những khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, các tỉnh lân cận Thì uh, bên em cũng có chương trình hỗ trợ riêng Dành cho những khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang nhé rồi cập nhật nhanh qua giá túc sơn các phiên bản tại bắc ninh thắng 12 này À, anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp và hotline giúp em để chúng ta nhận được thêm khuyến mại nhé xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.